đồ chơi trẻ con. Đồ nó dùng này. Cái con ếch này này. Thế nhưng mà vẫn phải loại lấy khác cũng quậy được đi. Cũng cạo xịn hơn rồi. Do này nó khác. Một này rau cạo là giống như mình xịn này. Đúng không? Cái này giống như cũng mình đang dùng xịn này. Cái này kia rẻ hơn à? Chứ giống nhau ấy. Mình vừa ấn vào cái nút. Cái này xịn hơn người tiên. Cái này hộp nhất cho thiếu đồ nó xịn hơn. Đồ này xịn hơn. Cái này xịn hơn.
trên ô tô. Ô tô đấy, quạt đây trên ô tô đấy. Đấy, chân này bắt được trên ô tô này. Cái này nó dài ra vặn nó co lại. Thank you.